Cục đốn thì sẽ cầm như thế này, chúng ta sẽ cầm một ngón ngón trỏ bỏ ở dưới này và hai ngón cầm hai bên như này, cầm con heo sẽ được chắc chắn và chúng ta bắt đầu buộc buộc thì dây dù của dây cám mà chúng ta đã sát khuẩn rồi nhé, thì chúng ta buộc từ đốn này xuống đây khoảng chúng ta thừa lại khoảng 2 cm rồi nhé, thừa lại khoảng trước khi buộc chúng ta nên vuốt những cái chất dinh dưỡng còn dư ở chỗ như chỗ cái cuống này tẩy xuống vào bụng để con heo có thể hấp thu được tốt nhất những cái dinh dưỡng trong từ bụng mẹ truyền sang con người nhé. Buộc dây đốn chúng ta chỉ cần một tay như này là buộc được rồi nhé. Chúng ta thấy ngoài buộc hai sỏ hai vòng như này rồi, sỏ hai vòng và chúng ta mới lôi đây. Buộc rất là đơn giản các bạn nhé. Chúng ta riết thật chặt, nhưng mà riết chặt vừa cỡ thôi, đừng có riết mạnh quá nó sẽ đứt dây đốn mọi người nhé. Rồi sau đấy chúng ta sẽ buộc tiếp một lao nữa và chúng ta sẽ cắt ở cái dây dù trước, tiếp theo là cắt dây đốn rồi nhé. Sau khi cắt dây đốn thì chúng ta sẽ thấp cục phía vào chỗ dây đốn này để sát khuẩn rồi nhé. Cục phía này có tác dụng là sát khuẩn và dự đoán cho con heo con. Sau khi chúng ta làm xong rồi ấy, đấy, phải là khi chúng ta bôi bột quế lên người ấy, thì người con heo sẽ khô ráo và cái màng nhầy này sẽ tự lột ra, cái đấy chúng ta có để tự nhiên vậy mọi người, chúng ta không cần bóc tí nữa, một lúc sau nó khô thì nó sẽ tự rụng xuống. Và sau khi chúng ta buộc dây rốn sát khuẩn xong, chúng ta sẽ bỏ vào lồng úm, tại vì mình có lồng úm nhưng mà do bỏ lồng úm vào con heo nái nó phá quá, con heo nái nó phá quá nên mình phải cất lên, không bỏ được, con heo nái này nó dữ quá, nó không cho không còn nái đâu. Thì tầm 15-20 phút gì đấy, chúng ta có úm heo con cứng cáp rồi ấy. Nó cứng cáp rồi, nó có thể đi lại cái này mọi người. Thì chúng ta sẽ cho heo con bù sữa đầu, tại vì cái sữa đầu là sữa tốt nhất dành cho heo con. Con nào bú được trước thì nó sẽ có đảm bảo sức khỏe tốt nhất, và những cái kháng thể từ con heo mẹ sẽ truyền sang heo con trong cái dòng sữa đầu này mọi người nhé. Và một vấn đề thứ hai nữa là khi con heo đẻ tầm 10-15 phút ấy, chúng ta cho heo con bú sữa đầu là có tác dụng giúp cho con heo nó điều hòa thân nhiệt, tại vì lúc này là heo mẹ đã rất là sữa rất là căng rồi mọi người, mọi người thấy bầu vú này rất là căng rồi, chúng ta cho heo con bú thì sẽ giảm bớt stress và giảm bớt cái căng vú, thì con heo mẹ sẽ đẻ nhanh hơn, nó gọi là không áp lực ấy. Heo con rất là lớn đấy mọi người, con này phải trên 2 cân đấy, 2, 4, 6 con rồi, mới đẻ 20 phút được 6 con rồi. Vào thời tiết như thời điểm này thì nó cũng không còn lạnh lắm, nhưng mà lúc heo con mới sinh ra thì chúng ta phải đảm bảo nhiệt độ là phải tầm 30 độ mọi người nhé. 30, 31, 29, 30, 31 gì đấy cũng đều được hết, nhưng mà chúng ta cũng phải đảm bảo thân nhiệt cho nó, tại vì trong cơ thể heo mẹ là đang rất là ấm, mà chúng ta khi mà nó đẻ ra ấy thì nó sẽ bị gọi là sốc nhiệt có thể là như thế, nếu chúng ta không úm ấy thì nó sẽ lâu khô người là thứ nhất này, thứ hai là nó sẽ lâu cứng cáp hơn, khi chúng ta úm thì con heo con nó sẽ nhanh cứng cáp hơn, cái thân nhiệt nó đảm bảo thì cái xương nó sẽ chắc khỏe hơn. Chúng ta có thể thấy khi con heo con mới sinh ra ấy, thì nó đang còn rất là yếu ấy mọi người,
đây con heo mẹ đang chuẩn bị chuyển sinh này. Khi chúng ta thấy tình trạng mà con heo mẹ nó cứ cào cào này là chuẩn bị đẻ tiếp mọi người nhé, thì chúng ta vuốt từ nửa bụng sau ra trở ra như thế này. Đây đấy, nó để đạp quay. Đạp đi chứ. Khi đỡ đẻ cho heo con thì chúng ta luôn chuẩn bị một cái xô nước cạnh bên như này mọi người nhé, để mà chúng ta rửa sạch sẽ tay khi nào cần thiết, cần móc chúng ta cần phải móc này nhé. Chúng ta để vuốt từ nửa bụng sau trở lại như này để tạo nhịp cho con heo nó không thể ra con đà, đó là con đà này. Đây. Khi mà nó chịu lâu thì chúng ta có thể dùng tay thì trước khi có thể chúng ta cũng tạo được chắc sẽ móc tay này nhé. Ai cũng quen được phải đeo bao tay mà mình quen rồi. Mình sẽ làm như thế này để khi chúc con heo nó đẻ nhanh hơn mọi người. Chúng ta bỏ ra bỏ vào bụng ra như thế này đấy. Con heo nó đẻ nhanh hơn. Mọi người có thể kiểm tra bên trong. Kiểm tra bên trong xem con heo đẻ được. Chưa ra được. Chúng ta sẽ tiêm một mũi oxytocin để kích thích cho con heo đẻ nhanh hơn mọi người nhé. Sau khi con heo nái đẻ một con rồi đấy mà là chúng ta sẽ tiêm một mũi oxytocin. Nhưng mà nếu như chúng ta mà đợi mà thấy con heo nó sinh lâu quá ấy, thì chúng ta sẽ tăng thêm một liều nữa. Ví dụ con heo này hiện tại khoảng tầm 250 cân. Mình tiêm khoảng 3 lọ oxytocin mọi người nhé. Đây là thuốc kích đẻ, thuốc tống và thuốc tống. Đây cho mà bẻ đấy mà. Đây cho mà bẻ đấy mà. Có khi dư tím đó là bạn hưởng ra ngoài nữa, dư tím dư đen nó hưởng ra ngoài đó, để cách nhẹ nhàng cần phải tìm. Người con tay em ơi, em ơi.